để trở thành cư dân đi ngủ ngày hôm nay sẽ mang đến cho toàn thể quý vị, những nhà đầu tư rất nhiều thông tin hấp dẫn về chương trình đầu tư định cư Hy Lạp nhận thẻ thường trú nhân với sự góp mặt của các chuyên gia đáng tin cậy về lĩnh vực di trú, đầu tư và thú vị. Về Hy Lạp, về dự án của chúng tôi và về công ty Câu Đăng.